nhá. Nay là ngày ngày chủ nhật, tranh thủ đi chơi trước khi mà mưa gió nó ập đến. Đầu tuần tới là thầy báo là hoàn lưu bão là nó sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội rồi, nó bắt đầu sẽ mưa gió. Hôm nay thì tranh thủ vác xe đi lượn lờ và tí nữa mình sẽ chở yêu mình đi chơi một lượn vòng. Xe của mình nó nháy chip ép được 27 cây rồi. Bây giờ hôm nay thôi thì đi đổ luôn, chứ không tí nữa đang đi chơi với người yêu là hết xăng thì hơi bị buồn cười. Đổ luôn để xem bình xăng con này vừa đổ đầy là bao tiền. Cho em 95 đầy nhá. Đây 32.760. Đây, được vấn đề đấy. Thôi ạ. Bằng ô tô hả chị? Em xin 350. 10 lít 6 10 lít 7 à. Ui mẹ, cảm giác cái xe nó nặng hẳn lên. Chán thật. Nếu như anh em chưa biết thì mình đang làm thử cái chiến dịch lợi xăng của MT03. Xe của mình thì đi như cái kiểu đi bình thường hàng ngày của mình, đấy là đi thứ nhất là đi cũng khá là nghịch, cũng thốc ga, cũng giảm tốc nhanh, xong rồi cũng kiểu như là nẹt bô, thỉnh thoảng nẹt bô không nhiều, và dừng đèn đỏ là không tắt máy, cứ để trong máy nó nổ. Và bất kể mình có dừng vào để mình mua cái gì, ví dụ như là dừng vào mua cái bánh mì, mua cốc nước, mua chai nước thì cũng không tắt máy, trừ khi là mình xuống xe là mình phải đi vào tận trong đấy mình mua, chứ không là mình sẽ không tắt máy. Đấy là cái kiểu đi hàng ngày của mình. Thì với cái kiểu đi như vậy thì đầy bình mình sẽ đi được 240 cho đến 260 là cái chip ép nó bắt đầu nháy. Thì bây giờ cái chiến dịch lợi xăng này của mình nó sẽ chiến dịch gọi là để mình sẽ thay đổi cái cách đi của mình một chút. Đấy là thứ nhất là dừng đèn đỏ mà trên từ 30 giây thì mình sẽ tắt nút khẩn cấp, tắt cái nút này để máy nó không chạy nữa. Còn nếu mà độ 40 giây đổ lên đi, 40 giây đến độ 90 giây hoặc nhiều hơn thì mình sẽ tắt máy luôn, tắt chìa khóa luôn. Đi xe thì sẽ không nẹt nữa, đi kiểu đều ga và cố gắng đi kiểu hiền dịu hơn chút. Đấy là bước đầu tiên để mình xem là với cái bình xăng này của mình thì mình có thể tối ưu được cái thời gian, cái quãng đường đi xe của mình không, nếu mà mình thay đổi cái cách đi xe của mình. Bởi vì mình thấy là cái quan trọng nhất mình thấy là như cái việc mà không tắt máy ấy. Bây giờ mình thì cái đường đi làm của mình thì sẽ đi qua cái nút giao ngã 7 ở chỗ xã Đàn. Ở đấy không nó 70 giây rồi. Chưa kể những chỗ khác đến 90 giây đèn đỏ thì nó cũng rất là ảnh hưởng. Coi như mình cứ để máy mình nổ để đấy.
Nhưng mà có lẽ thì như mình dự đoán thì cái yếu tố đấy nó sẽ không ảnh hưởng, nó không tác động nhiều. Sau một tuần thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ xem xét cái mức độ tiêu hao nhiên liệu xem nó có thay đổi không, nếu mà có thì là bao nhiêu. Sau đấy thì mình sẽ đến cái bước là bắt đầu đến nhôm xích lốp, và mình sẽ thay đổi cái chỉ số nhôm xích để cho xe nó bớt đề đi, bớt đề lấy hậu để mình đi xe nó không bị cà giật quá nữa, và cái ga lên nó sẽ mượt hơn, nó sẽ chịu máy hơn. Và mình sẽ về lốp, về size zin, đấy là 101, 104, mình đang đi là 102, 106, mình không đi vành 5.0. Đấy là cái bước tiếp theo. Cái bước nữa đấy là gì nhỉ, hình như chỉ có hai bước rồi phải, tuy nhiên lại quên mất. Đấy, để mình xem mà khi mình làm hết tất cả những cái đấy thì cái mức độ tiêu nhiên liệu của xe có được cải thiện hơn, có thể cải thiện nhiều hơn không. Bởi vì là theo như mình thấy thì cái số báo ở trên đồng hồ này nó cũng không quá chuẩn so với những gì mà mình trải nghiệm thực tế. Đây, trên đồng hồ bây giờ nó báo là 3,7 lít trên 100 cây này. Bình xăng càng ít nó càng ăn nhiều hơn thế nào ấy. Bình xăng ít đi xe nó nhẹ hơn thì thành ra là xe nó lại nó không đầm mà. Không biết đâu, nhưng mà như hôm qua thì như đợt mình nhìn ở trên đồng hồ ấy thì cao nhất của mình đi là 4.4 lít trên 100 cây. Thì nếu mà so ra thực tế thì mình sẽ phải đi được rất là nhiều hơn rất là nhiều so với cái mức xăng mà mình nhận được, mức quãng đường mà mình nhận được của cái xe này. Thế nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến bởi nhiều yếu tố nữa, có thể là do tắc đường này, đường đông, đi bò ra đường các thứ nữa. Nhưng mà để xem, nếu mà và về zin mà là phương án ngon nhất thì mình sẽ về zin. À đúng rồi, có một cái thứ ba nữa, nãy quên, đấy là cái thay bộ. Mình thì đang đi một cái lon SC vớ vẩn. Bởi vì chủ cũ bị xòe xe nên là cái bộ nó bị móp, nó bị xấu. Mình chắc là sẽ thay cả lốp nữa, thay cả bộ nữa, về bộ zin đi xem như thế nào. Của mình thì vẫn để bầu, nên là chắc là cũng sẽ không có nhiều thay đổi ở phần bộ ấy đâu. Nên là mình sẽ thử gọi là về xe zin toàn bộ xem như thế nào. Còn nếu mà nó mà cải thiện được nhiều thì ở cái thời điểm hiện tại với cái giá xăng như bây giờ thì đúng là một điểm cộng rất là lớn cho nên anh em là muốn chơi một T03.